tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Ngọn cỏ gió đùa của nhà văn Hồ Biểu Chánh, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 11, chương 18. Dương Thể Phụng trở về đến nhà, trong lòng tuy buồn thảm nhưng mà ngoài mặt làm vui như thường, vì chàng đã có dặn trước thằng Son nên nó cũng giấu giùm. Trong nhà ai hỏi đi đâu thì nó cứ nói đi theo cậu qua Bến Tranh, chứ không nói đi Nhật Tảo. Ông Đàm Tự Chấn tình cờ tưởng cháu thiệt đi chơi nên ông cũng chẳng gạn hỏi cho lắm. Thể Phụng đi học tối ngày, hễ về đến nhà ăn ba hộp cơm rồi thì rút vào trong thơ phòng, không nói chuyện với ông ngoại như khi trước nữa. Ông Tự Chấn tưởng cháu lo ôn nhuận kinh sử đặng chờ ngày thi nên ông cũng không nghi ngại chi hết. Một bữa nọ thừa lúc ông Nhiêu Khoa rảnh rang, Thể Phụng mới hỏi thăm căn nguyên giặc khôi và hỏi thăm tài lực tướng sĩ làm ngụy. Ông Nhiêu Khoa bèn tỏ thiệt đầu đuôi các việc cho Thể Phụng nghe. Nhân dịp ấy ông lại khen ngợi tài chánh trị của quan Tả Quân, khen trí dõng của Lê Văn Khôi và khen sự can đảm của tướng sĩ bị vây trong thành Gia Định. Thể Phụng hiểu rõ việc ấy lại càng kính phục cha nhiều hơn nữa. Ban đêm trong đèn lấy sách ra đọc, chàng cứ ngồi ngó ngọn đèn mà tưởng cha hoài. Chàng thương cha trước vì nghĩa mà phải mang tật bệnh trọn đời, rồi sao lại vì con mà phải chịu đớn đau hằng bữa. Bởi vậy hễ nhớ tới cha thì chàng ứa nước mắt, có khi chàng muốn dẹp hết việc học hành để theo cha mà nuôi dưỡng cho cha hết cực khổ, bớt sầu thảm quạnh hiu. Chàng muốn như vậy mà chàng lại nhớ những lời cha dặn, bởi vậy chàng sợ trái ý cha nên chàng không dám bỏ học. Bữa rằm tháng 8 lúc gần tối, khi Thể Phụng từ thầy cặp sách đi về nhà, rồi thì ông Nhiêu Khoa tiếp được một bức thơ của ông Nhiêu Toại ở Nhật Tảo gửi lên nói rằng Dương Thể Hùng đau nặng, sợ e qua không khỏi, và cậy ông Nhiêu Khoa nói dùm lại cho Dương Thể Phụng hay. Ông Nhiêu Khoa lật đật sai một đứa học trò nhỏ cầm bức thơ lại nhà ông Đàm Tự Chấn mà trao cho Thể Phụng. Rủi thay bữa ấy Thể Phụng đi học về gặp sắp bạn trong nhà đương dọn ghe đi câu theo mé sông. Chàng học đã mệt trí mà lại thấy trời tốt, bởi vậy chàng ăn một chén cơm rồi đi theo ghe câu đặng hưởng trăng trong gió mát mà giải trí một vài canh. Ghe câu mới lui một lát thì đứa học trò đem thơ tới. Ông Đàm Tự Chấn hỏi thăm mới rõ mọi việc, rồi ông xin lãnh bức thơ. Ông nói dối rằng Thể Phụng đi chơi sau vườn, để một lát trở vô ông sẽ trao lại. Đứa học trò trở về vừa mới bước ra khỏi cửa thì ông Tự Chấn quạo mặt châu mày, nói lầm bầm rằng: Quần khốn kiếp, mấy năm nay tưởng đâu nó đã chết rồi, té ra còn sống. Ta đã có dao rồi còn nhắn nhe chi nữa. Thứ đồ đó chết đâu thì chết phức cho rảnh, sống thêm bao đời chưa có ích gì. Cách đã gần 15 năm mà ông Tự Chấn cũng chưa hết ghét Thể Hùng. Ông cầm bức thơ trong tay rồi leo lên võng mà nằm. Ông suy tới nghĩ lui một hồi rồi ông nhất định giấu bức thơ không cho Thể Phụng hay. Lối nửa canh hai Thể Phụng đi câu về, ông Đàm Tự Chấn còn thức. Ông ra mở cửa cho Thể Phụng vô mà không nói chuyện Thể Hùng đau. Thể Phụng đi ngủ mà chẳng hiểu vì cớ nào, trong lòng bức rứt, trong trí bâng khuâng, bởi vậy nằm thao thức hoài ngủ không được. Chàng giận nên ngồi dậy đốt đèn lấy sách ra mà đọc cho tới sáng. Bữa sau Thể Phụng sửa soạn ôm sách đi lại trường. Ông Tự Chấn sợ cháu lại đó ông Như Khoa nói lậu việc nên ông cản lại, biểu ở nhà đi đòi lúa giùm cho ông. Thể Phụng không chịu ở nhà, chàng nói rằng chàng mới là một bài phú để chàng đem trình cho thầy xem. Ông Tự Chấn liệu cản không được mà nghĩ bây giờ cho người đi dặn trước ông Như Khoa cũng không tiện, bởi vậy ông biểu Thể Phụng ở nhà cho ông nói chuyện riêng một chút rồi sẽ đi. Thể Phụng để sách trên gián đứng ngó ông ngoại trân trân, có ý đợi coi ông nói việc gì. Ông Tự Chấn lặng thinh một hồi rồi ông tặng hắn hai ba tiếng và nói rằng: Thuở này ông nói với cháu rằng cha mẹ cháu chết hết, ấy là gì? Cha cháu là đồ bất hiếu. Ông mà không muốn cho cháu nhìn nên ông nói như vậy, chớ thiệt cha cháu còn sống. Việc ấy cháu biết. Ông Tự Chấn chưng hửng, ló mắt ngó Thể Phụng rồi hỏi rằng:
Ai nói với cháu? Thế Phụng cũng ngó ngay ông mà đáp rằng: Tự nhiên cháu biết, cha của cháu bên Nhật Tảo. Hôm tháng năm cháu có đi thăm một lần rồi. Ông ghét cha cháu nên ông nói cha cháu bất tiếu. Chớ theo ý cháu thì cha cháu tuy nghèo, song thiệt là đấng anh hùng quân tử. Ông Tự Chấn giận đỏ mặt. Ông Dùng đứng dậy trợn mắt mà nói rằng: Ông Nghiêu Khoa chỉ cho mày đó, phải hay không? Ai chỉ cũng được, mà người dứt tình phụ tử của người ta mới có tội. Chứ người giúp cho phụ tử tương phùng có tội chi đâu. Hay à, cha cha khôn dữ. Thiệt nồi nào giống theo nồi ấy. Nuôi nó từ nhỏ chi lên rồi bây giờ nó muốn trở mỏ về rừng. Thưa ngoại, sao ngoại nói như vậy? Ngoại nuôi cháu cho cháu ăn học, ơn ấy rất nặng, nào cháu dám quên bao giờ. Còn cha cháu sanh cháu, ơn ấy cũng rất nặng. Sao ngoại nỡ muốn cho cháu trọng ơn của ngoại mà phụ ơn của cha cháu chứ? Cha mày là cái quân khốn kiếp, nó theo côn đồ cướp đảng, nó bao hại cho mẹ mày chết. Tao với mày đó, thiếu chút nữa cũng bị chết chém mà. Thứ đồ như vậy còn nhìn nó làm gì? Cha cháu tánh tình cao thượng, chứ không phải như lời ngoại mới nói đó đâu. Bây giờ cháu biết phân biệt phải quấy rồi. Xin ngoại đừng có mắng nhiếc cha cháu như vậy, tội nghiệp cho cháu lắm. Nói cùng mà nghe, ví dầu cha cháu có bất hiếu cho mấy đi nữa, ấy cũng là đấng tạo hóa của cháu. Có lẽ nào cháu dám khinh bạc đó ngoại? Thôi đừng có nhiều chuyện nữa. Tao biết rồi, cha mày nó xui mày chửi tao đó. Cái thứ đồ bạc là phải tao về như vậy đó. Thì thuở nay tao để cơm cho chó nó ăn còn có ơn. Ông Tự Chấn nói mấy lời rồi ngoe ngoải bỏ ra sau giường, mà sắc giận lộ ra ngoài mặt đỏ ao. Thế Phụng có dịp tỏ ý kính trọng cha được, thì chàng đắc ý ôm sách đi học mà chẳng có dấu chi ăn năn những lời đối đáp với ngoại hồi nãy đó hết. Khi Thế Phụng bước vào nhà trường, ông Khoa ngó thấy liền hỏi: Ủa, cháu chưa đi hay sao? Thưa, đi đâu? Hồi chiều hôm qua thầy biểu bày trẻ đem thơ của anh Nhiêu Toại cho cháu coi. Vậy cháu không có đọc cái thơ đó sao? Thưa, cháu đâu có thấy thơ từ gì đâu. Đưa cho ai? Ông ngoại cháu lấy thơ nói rồi trao lại cho cháu mà. Thơ không có. Thơ nói việc chi? Anh Nhiêu Toại nói cha cháu đau nặng lắm, nên cậy viết thơ nhắn cháu qua cho mau mau. Trời đất ơi, vậy mà ông ngoại tôi đành giấu thư chứ, hèn chi. Thế Phụng vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi chàm ngoàm. Chàng bối rối trong lòng, không biết liệu làm sao đi qua Nhật Tảo cho mau được. Chàng vụ dự một hồi rồi trình với thầy mà về. Chàng bước vô nhà thì thấy ông ngoại với dì đang nói chuyện. Vừa thấy dạng chàng bước vô thì nín hết, nên chàng không hiểu việc gì. Chàng đặt sách rồi thưa lại với ông ngoại rằng: Thưa ngoại, cháu mới hay tin cha cháu đau nặng, nhắn cháu qua cho mau, đặng cha con thấy mặt nhau lần chót. Vậy cháu xin ngoại cho cháu đi ít bữa mà thăm coi cha cháu đau bệnh gì. Ha, Thế Phụng mà, cháu dạy quá. Ngoại nghĩ vì cha cháu là đứa quan đàn, khi mẹ cháu còn, nó không lo làm ăn mà lại tụ đảng với quân bất lương mà làm ngụy nữa. Thưa ngoại, cháu biết hết rồi, tánh tình của cha cháu. Ấy, để ngoại nói hết cho mà nghe. Cha cháu sanh tâm theo quân ngụy, may đó, không thì bà con dòng họ chết hết rồi còn gì. Ngoại sợ cháu dạy, cháu theo cha cháu rồi cháu tập cái tánh ngang tàn đó mà mang hại, nên ngoại dành cháu lại ngoại nuôi. Cha cháu nó cũng bằng lòng bỏ cháu mà. Thuở nay cháu có thấy nó lui tới lần nào không? Cha con như vậy có tình nghĩa gì mà thương. Tuy vậy mà chiều hôm qua ngoại được thơ nói nó đau nặng, ngoại tính dò lại coi hễ nó thiệt đau nhiều thì ngoại cho cháu hay để cháu đi thăm, chớ phải ngoại hẹp hồi gì hay sao. Hồi sớm ngoại mới nói cháu mắng ngoại thật là bậy lắm mà nghe. Thế Phụng nghĩ giây lâu rồi đáp: Thưa ngoại, cháu nghe cha cháu đau nặng cháu nóng lòng lắm, vậy xin ngoại cho cháu đi liền bây giờ nghe. Đi đâu mà gấp vậy, để ngoại sai bầy trẻ qua coi như thiệt nó đau rồi hắn đi. Thưa ngoại, cháu gặp cha cháu hôm tháng năm, cha cháu có rầy biểu cháu đừng có tới lui. Ngoại hay ngoại buồn, xong chừng ra về cha cháu có dặn rằng cha cháu năm nay yếu lắm, vậy hễ ngày nào đau nặng thì cha cháu cho hay để qua mau mau. Vậy xin ngoại để cho cháu đi,
Nếu cha cháu không đau nhiều thì không nhắn cho cháu bao giờ đâu. Ông Tự Chấn ngồi lâu không trả lời. Đàm Kim Quê mới rước mà nói: Nó nói như vậy thôi, cha để cho nó đi đi cha. Cháu sửa soạn rồi biểu bầy trẻ chèo cho mau mà đi. Thể Phụng vội vã đi thay áo và muốn đi cho mau, nên biểu hai tên gia đình bơi xuồng mà đưa, chứ không chịu đi ghe lớn. Lúc ra đi thì Kim Quê lén cho một quan tiền và nói: Dì gửi một quan tiền cho Dưỡng Ba uống thuốc nghe. Cháu thăm rồi về mau mau cho dì hay, kéo dì trong nghe cháu. Thể Phụng qua tới Nhật Tảo thì mặt trời đã xế bóng rồi. Vừa ghé bến thì chàng nhảy phóc lên, ngó trong nhà thì thấy nhà im lìm. Chàng bương bả đi vô. Thình lình bà Tư Tùng trong nhà chung ra, lấy tay che mắt ngó chàng và hỏi: Ai đó? Cậu Thể Phụng phải không vậy? Thể Phụng không biết là ai nên đứng lại mà đáp: Phải, tôi là Thể Phụng đây. Sao bà biết tôi vậy? Cha chả, cậu sao qua mà trễ quá vậy? Cha tôi bệnh sao đó bà? Còn đâu mà hỏi nữa, cậu ơi, tắt hơi hồi nửa buổi sớm mơ rồi. Thể Phụng nghe nói hồn siêu phách lạc, chàng chạy ao vô nhà, thấy trên một cái võng có một người nằm chiếu phủ sùm sề. Bèn dở chiếu ra thấy cha nằm ngửa, mắt nhắm thiêm thiếp như ngủ, thì thò tay ôm cha mà khóc trống lên, nghe rất thảm thiết. Bà Tư Tùng đứng một bên thấy vậy cũng động lòng. Thể Phụng khóc một hồi rồi dai lại hỏi bà rằng: Thưa bà, cha tôi bệnh bữa nào rồi chết hồi nào vậy bà? Mấy tháng nay chú bệnh hoài mà chú cũng ráng đi câu đi lưới được. Mới bốn bữa rày chú đi không nổi nữa. Tôi ở gần thấy chú đau, có một mình chú muốn bệnh nè, tôi phải chạy đi chạy lại nấu cháo cho chú ăn. Hồi khuya này tôi lại thăm thì chú còn tỉnh, chú trông cậu quá. Hồi sáng cứ biểu tôi ra ngoài bến mà coi chiếc ghe của cậu hoài. Tới chừng mặt trời mọc chú làm sung, tôi tưởng đã không xong rồi. Ai dè chú còn núi cậu, nên một lát rồi chú khỏe lại. Ông Nhiêu có lại thăm, chú mượn viết mực rồi ráng ngồi dậy, viết giống gì ở trong miếng giấy gì đây không biết nữa, rồi biểu tôi cất. Chừng nào cậu qua có thì đưa cho cậu. Ông Nhiêu cũng còn ngồi đó chơi tới nửa buổi chú mới tắt hơi. Cha tôi biết làm sao đâu, bà cho tôi coi một chút được không bà? Bà Tư Phùng mò trong lưng quần lấy ra một miếng giấy cuộn tròn bằng ngón tay cái mà đưa cho Thể Phụng. Thể Phụng mở ra thì thấy có mấy hàng chữ nôm như vậy: Con ơi, mạng của cha đã hết rồi. Cha muốn thấy mặt con một lần chót, rồi cha sẽ nhắm mắt mà trông con không được. Thôi, cha chết, cha chẳng có điều chi mà dặn con, chỉ khuyên con ở đời phải trọng nghĩa khinh tài. Và xin con hãy gặp Đỗ Cẩm thì đền ơn cho cha. Vì năm trước cha nhờ người ấy cứu cha, nên cha mới còn sống đến ngày nay mà được thấy mặt con. Cha chết mà cha không ăn năn việc gì hết, duy chỉ có buồn về sự cha làm cho mẹ con sầu não ngày trước đó mà thôi. Gia Định Thành, Chánh Vệ Quý Dương Thể Hùng. Thể Phụng đọc bức thơ di ngôn rồi chàng khóc một hồi nữa. Chàng xếp bức thơ rất kỹ lưỡng rồi bỏ vào túi. Rồi chàng hỏi bà Tư Tùng rằng: Thưa bà, bà có nghe cha tôi chối lời chi nữa hay không? Thưa bà. Không có. Gần đây có ai bán hòm không vậy? Có, ở ngoài nhà có bán mà ông Nhiêu đã đi mua rồi. Ông đi từ hồi trưa, chắc ông dần về rồi đó. Kìa kìa, ông về tới kìa. Thể Phụng ngó ra sân thì thấy ông Nhiêu Toại đi vô, rồi bước ra làm lễ ông, rồi hai người nói chuyện với nhau. Ông cũng nói Thể Hùng trông đợi, cũng như bà Tư Tùng nói lúc nãy. Còn chàng tỏ cho ông biết vì cớ nào mà chàng tới trễ. Thể Phụng lấy một quan tiền của dì gửi mà lo đám tang cho cha. Hôm bữa sau chôn cất xong rồi, Thể Phụng mới tạ từ Nhiêu Toại với bà Tư Tùng mà về. Lúc bước xuống xuồng thì mưa dầm về. Đến dọc đường chàng nghĩ, nếu ông ngoại khi được thơ cho chàng biết ngay, chàng đi liền nổi đêm đó thì cha con còn thấy mặt nhau một lần nữa được. Tại ông giấu thơ nên cha già chết mà không thấy được mặt chàng. Chàng nghĩ tới đó thì chàng buồn ông ngoại lắm. Tuy vậy mà về đến nhà, Thể Phụng buồn mà thôi chứ không tỏ dấu chi phiền ông. Đàm Tự Chấn với Đàm Kim Quê thấy Thể Phụng mặc đồ tang phục thì biết Thể Hùng đã chết rồi. Nhưng mà Kim Quê hỏi thăm chứ Tự Chấn không thèm hỏi đến. Thể Phụng đêm ngày thương tiếc cha nên nằm trong buồng mà khóc hoài. Chàng hết muốn học mà đi thi nữa,
Nghĩ vì tưởng cha còn sống, ráng lập công danh đặng nuôi dưỡng cha và làm vinh hiển cho cha. Hôm nay mẹ cha không có, thì dầu có thi đậu ông nghè ông cống, dầu làm quan tới nhất phẩm đi nữa, nghĩ cũng không vui vẻ chi. Chàng dọn trong buồng một cái bàn để thờ cha. Chàng căng bức thơ Di Ngôn của cha mà treo ở giữa. Còn hai bên có kèm hai bài vị. Bên tả thì bài vị biên như vậy: Gia Định Thành Đại Nguyên Soái Lê Văn Khôi. Còn bên hữu thì bài vị biên như vậy: Gia Định Thành Chánh Vệ Quý Vương Thể Hùng. Đêm ngày chàng đốt đèn đốt nhang mà khẩn cầu cho vong hồn cha được âm cảnh tiêu diêu. Mà mỗi lần chàng vái cha thì chàng cũng không quên mẹ. Chàng ước nguyện sẽ tận tâm tận lực mà học đòi chí cao thượng, tập theo thói trong sạch của cha mà ở đời. Nghĩ vì nghèo mà không hổ với lương tâm, hèn mà không thẹn với non nước. Dường ấy thì quý báu hơn giàu mà bất nhân, sang mà bất nghĩa. Chàng cứ bàng hoàng tư lự hoài, thất chí ngã lòng, không cần cố việc bút nghiêng đèn sách như trước kia nữa. Một bữa nọ lúc nửa chiều, thể phụng buồn nên bước ra ngoài đường, rồi thơ thẩn đi dọc theo mé sông mà suy nghĩ việc đời. Ông Đàm Tự Chấn thấy cháu từ khi đi Nhật Tảo về đến nay, ngày như đêm cứ lờ đờ lững đững, không lo đèn sách nữa, thì ông lấy làm bất bình. Ông chắc tại Thế Hùng nói với Thể Phụng chuyện gì đó, nên chàng mới đổi tánh nết như vậy. Tuy ông không nói ra, song trong lòng ông giận Thể Hùng lắm. Đã vậy mà ông thấy Thể Phụng cứ lục đục ở trong buồng hoài, thì ông sinh nghi, muốn vô coi chàng làm việc gì. Ngặt có chàng ở đó hoài, ông vô không đặng. Hôm nay ông thừa dịp chàng đi ra ngoài, ông mới bước vô buồng. Ông dòm thấy cái bàn thờ, ông đọc hai bài vị với bức Di Ngôn, thì ông giận run. Ông thò tay giật hai bài vị với bức thơ, rồi ông co giò đạp bàn thờ ngã lăn cù, nhang đèn đổ dưới đất hết thảy. Ông bước ra ngoài rồi lại bộ ván giữa mà ngồi, tay còn cầm hai bài vị với bức thơ, mà ông giận quá nên môi tái xanh, tay chân run lẩy bẩy. Lúc ấy Thể Phụng lại trở về. Chàng vừa bước vô cửa, ông đương giận nên ông mắng ôm sòm rằng: Vô đây, con ông Chánh Vệ Quý, vô đây. Mày tôn trọng quân đó lắm ha. Nếu vậy thì mày cũng một phồn với quân đó rồi. Mày phải ra khỏi nhà tao cho mau. Tao không cho ở một lát nào nữa. Ra cho khỏi nhà tao, rồi mày muốn thờ ai mày thờ. Đi, đi cho mau. Chánh Vệ Quý gì, Đại Nguyên Soái gì, quân đó là đồ chó ma, mày sùng bái ha. Ông nói dứt lời thì ông dò xé hai bài vị với bức thơ Di Ngôn của Thế Hùng, rồi ông chà dưới đất trước mặt Thể Phụng. Thể Phụng tức giận, chàng đứng lỡ mắt ngó ông ngoại, mà vì chàng không dám mắng lại ông nên chàng cuồng trí dùng la lớn rằng: Vậy chứ họ đó lại hay gì lắm hay sao mà ông sùng bái. Ông Đàm Tự Chấn đã giận, mà thấy cháu vô lễ và nghịch ý thì ông càng giận thêm nữa, nên ông giật cây chổi để trên gián rồi rượt mà đập lên đầu Thể Phụng và mắng rằng: Đồ phản nghịch, đồ quỷ khôi đầu thai, mày phải ra khỏi nhà tao cho mau. Tao đố mày làm sao mà khỏi chết đâm chết chém như thằng cha mày đó. Thể Phụng chạy vô buồng, ngó thấy bàn thờ cha ngã ngang, hai bài vị xé mất, mà bức thơ Di Ngôn của cha cũng không còn. Chàng mới hiểu mấy tờ giấy ông xé chà dưới đất hồi nãy là giấy ấy. Bởi vậy chàng càng đau đớn mà lại càng tức tủi trong lòng. Chàng không còn kể chi nữa hết. Chàng bỏ trở ra cửa mà đi, không thèm lấy một vật chi, mà cũng không thèm nói một tiếng chi. Chàng đi khỏi nhà đã xa rồi, mà ông vẫn còn ngồi tại bộ gián giữa, chửi mắng Lê Văn Khôi với Vương Thể Hùng ôm sòm. Ông Đàm Tự Chấn giận Thể Phụng đến nỗi ông không ăn ngủ được. Ông giận hết thảy những người ở trong nhà, hễ thấy Thể Phụng về thì phải đuổi, đừng cho chàng vô. Ông lại cấm nhặt, từ Kim Quê cho đến tôi tớ hết thảy, không ai được nói tới tên Thể Phụng. Nếu ai chẳng tuân lời thì ông sẽ đập chết. Tuy ông giận nên ông giận như vậy, ông cấm như vậy, nhưng mà Thể Phụng đi rồi thì ông buồn bực, ông cứ châu mày sụ mặt hoài. Ông đi thăm ruộng hoặc đi dạo vườn thì thôi, mà hễ ông về nhà thì ông quạo quọ. Nội nhà ông thấy mặt ai ông rầy nấy, việc quấy ông rầy mà việc phải ông cũng rầy. Dường như ông quán hết thảy cả nhà. Sao ông giận ông đuổi Thể Phụng mà không ai chịu kiếm chàng đem về, lại bắt chước ông mà giận luôn chàng nữa. Có lẽ ý ông thì giận như vậy, mà vì ông cấm nhặt nên có ai dám hở môi. Thậm chí Kim Quê thuở nay hay cãi lẽ với ông, mà trong việc này nàng thấy ông giận quá nên nàng cũng không dám nói. Còn Thể Phụng, chàng ra khỏi nhà rồi chàng xăm xăm đi riết lại nhà ông Như Khoa
mà thuật chuyện ông ngoại mắng chửi vong hồn của cha mình lại cho ông Nhiêu nghe. Ông Nhiêu nghe rõ rồi, ông nói rằng: mấy ông già tánh họ chân chất, họ không chịu dời đổi, sao cháu không nhịn lại đi làm mít lòng ông chi vậy? Thưa thầy, ví như cháu ăn ở đời mà cháu có làm điều chi quấy, hoặc cháu có ở vô lễ hay là bất nghĩa với ông ngoại cháu, thì ông ngoại cháu đánh chửi mà sửa trị cháu, dường ấy cháu càng cảm ơn đức, cháu đâu dám phiền hà. Ngặt gì cháu không làm điều chi quấy, cháu chỉ muốn báo hiếu cho cha mà thôi. Mà ông ngoại cháu không thương, là sỉ nhục vong hồn của cha cháu, thì cháu còn ở đó nữa mà làm chi? Xin thầy xét đó mà coi, tình cha con mà ông ngoại cháu đành dứt, ngày trước lấy thế lực tiền tài mà ép cho cha cháu phải lìa cháu đi, sau này còn nhẫn tâm giấu thơ đặng cho cha cháu nhắm mắt đừng thấy mặt cháu được, bao nhiêu đó thì đã đủ cho cháu phiền rồi. Nhưng mà cháu nghĩ công ơn ông ngoại cháu nuôi cháu từ nhỏ chí lớn, nên cháu ép mình ở mà đền đáp ơn nghĩa cho tròn. Sự nghiệp của cha cháu để lại cho cháu chỉ có mấy hàng chữ là dấu tích mà thôi, mà ông ngoại cháu lại lấy xé mà chui đích. Rồi người đã chết rồi mà ông kêu tên mà mắng chửi, thế thì thà cháu mang tiếng bạc ơn, chứ cháu không để mang tiếng bất hiếu được. Bây giờ cháu tính sao đây? Thưa, ông ngoại đuổi cháu thì cháu đi, mà dầu không đuổi, cháu ở cũng không được nữa. Cháu tin như vậy thì quấy lắm mà. Cháu đi đâu? Thưa, đi đâu cũng được, đất sáu tỉnh này rộng lắm, có lẽ nào không có chỗ cho cháu dung thân hay sao? Cháu tính như vậy rồi làm sao mà đi thi? Thôi, thi cử mà làm chi? Cha mẹ cháu chết hết rồi, thân cháu còn kể chi nữa mà lo công danh. Cháu tin như vậy thì uổng công cháu ăn học quá. Thưa, không uổng, cháu học được bao nhiêu thì có ích cho cháu bấy nhiêu, chứ uổng là sao? Còn gia tài của ông ngoại cháu đây, cháu đi rồi cháu bỏ cho ai ăn? Thưa, cháu có lòng dạ nào mà hưởng gia tài đó. Cháu nghĩ cháu quán cái gia tài đó lắm, vì nó mà cha cháu phải chịu thương thầm thâm trộm cháu mười mấy năm nay, vì nó mà cháu chịu thất hiếu với cha, vì nó mà cha cháu chết không thấy mặt cháu được. Gia tài như vậy mà cháu hưởng sao đành? Những lời cháu nói với thầy nãy giờ đó, thầy nghe phải hết thảy. Nhưng mà cháu phải xét lại điều này, mấy việc mà ông ngoại cháu làm cho cháu phiền đó, ấy là vì ông thương cháu. Ông muốn cho cháu như ông, ông muốn cho trong trí cháu tưởng có một mình ông mà thôi, đừng có tưởng ai khác nữa, chớ không phải ông ghét gơ chi cháu đâu. Còn sự ông ghét cha cháu đó là tại hai đàn tánh tình khác nhau, nhất là tại ông là người kính phục pháp luật triều đình, mà cha cháu lại nghịch hẳn với chỗ ông kính trọng nên ông ghét, chứ không phải ông có ý chi khác. Thế Phụng ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi thở ra. Ông Như Khoa tưởng ông nói như vậy chàng siêu lòng, nên ông khuyên lơn chàng trở về lo ôm nhuần kinh sử, đặng đến kỳ thi mà lập công danh. Chẳng về chàng quyết chí không chịu về, mà cũng không thèm lo thi cử nữa chi. Đến trưa có ghe đi qua Nhật Tảo, Thế Phụng xin Quá Giang tính qua viếng mộ cha ít ngày rồi sẽ đi kiếm chỗ làm ăn. Qua đến nơi chàng thấy nhà cửa còn y nguyên, duy có chiếc xuồng bà Tư Tùng đem về đậu ngay bến của bà mà thôi. Chàng bước vô nhà, thấy chỗ cha ngồi nằm hồi trước thì chàng động lòng nên nước mắt tuôn dầm về. Ban đầu chàng không tính qua ở đây bao giờ, mà qua đến đây chàng thấy cảnh như vậy, chàng lại quyết ở đây chứ không tính đi đâu nữa. Chàng kế nghiệp cha, cũng đi câu tôm câu cá, đem mấy sớm gần đổi gạo mà ăn. Chàng lo đắp mộ mã của cha cao ráo, rồi lo sửa nhà cửa lại cho vẻn vang. Chàng dọn bàn thờ rồi cũng viết hai bài vị để mà thờ. Còn bức thơ Di Ngôn, Duy đã mất rồi, xong chàng nhớ thuộc lòng hết, nên chàng viết lại rồi cũng treo giữa bên bài vị. Bữa nào rảnh rang thì chàng lại nhà ông Nhiêu Toại mà đàm luận thế sự, hoặc rèn tập phú thi. Ông Nhiêu biết chí của chàng cao, thấy văn của chàng nhã thì ông khen mà lại tiếc cho chàng lắm. Thế Phụng ở Nhật Tảo được vài tháng, bữa nọ có hai tên gia đình của ông ngoại chở qua 100 quan tiền mà nói rằng Đàm Kim Quê lén ông biểu chở tiền châu cấp cho chàng ăn học. Thế Phụng thấy gì có lòng thương tưởng thì chàng cảm động, nhưng mà chàng cố từ không chịu lấy, biểu gia đình về thưa với dì rằng mình có đủ tiền dùng. Chàng cư tang báo hiếu cho cha,
tấm thân tuy cực khổ, song lòng dạ bớt đeo sầu. Có khi chàng nhớ tới phận ông ngoại hiu quạnh chàng thương, nhưng mà thương thì thương, chứ chẳng bao giờ chàng tính trở về mà ở với ông nữa. Khi mãn tang rồi, chàng cũng không tính đi đâu hết, quyết mai một cái mạng bạc trong xứ Nhật Tảo này, đặng khỏi nếm thế thái đắng cay, khỏi thấy nhân tình ấm lạnh. Vì ông Nhiêu Toại tiếc văn hay của chàng, ông cứ theo khuyên chàng phải lo thi cử hoài. Bởi vậy chàng nghe lời, nên năm Canh Tuất 1850, nhằm Tự Đức tam niên, chàng mới từ biệt mồ mả của cha mà đi du học. Thể Phụng qua Định Tường, nghe quan bố chánh đương cần dùng một người làm đề lại, chàng bèn đến xin mà làm. Quan bố chánh xem tướng, thấy bộ chàng đoan trang, thử tài thấy văn chàng tao nhã, nên ngài liền nạp dụng. Thể Phụng làm ít ngày, quan bố chánh càng thấy tài càng thêm yêu, càng biết nết càng thêm mến. Từ đây Thể Phụng được yên ổn tấm thân, ban đêm chàng mới lo đọc sách, đặng chờ khoa thi năm Tý. Hết quyển 5. Chương 9. Quyển thứ 6. Ân tình vẹn vẻ. Lối nửa chiều, nắng ui ui chứ không gắt, mây mỏng mỏng đóng từ chùm. Dưới sông nước lớn chảy lờ đờ, trên giường gió quạt nhành quằn quại. Từ ngày Vương Thế Phụng làm đề lại tại nhà quan bố chánh Định Tường, thì chàng ở đậu nhà bà Hai Tiền. Bà là một bà già không chồng không con, ở giữa mé rạch Vĩnh Tường. Hôm nay trong nhà rảnh việc, chàng về sớm nên thủng thẳng đi theo mé rạch mà hứng mát. Chàng thơ thẩn trên bờ dừa, khi cúi nhìn dòng nước chảy trong veo, khi ngước coi bầy sóc chuyền rần rập. Cảnh hữu tình hữu thú, chàng đương vui với cảnh. Bỗng đầu lại thấy có một chiếc xuồng nhỏ buộc giữa mé rạch, chàng bèn hỏi mà mượn, rồi bước xuống xuồng bơi mà đi chơi. Trời mát nước trong, cảnh vui thuyền nhẹ, khiến cho người nhàn du thơ thới trong lòng. Thể Phụng bơi vài cái rồi ngơi dầm mà ngắm cảnh. Ngó hai bên thì thấy dừa dành với cao phơi lá, nhà úp dưới bóng im liềm. Chàng đi được hơn một khúc sông, bỗng thấy giữa gốc cây dừa quằn ve trên mặt nước, có một nàng thiếu nữ tuổi chừng lối đôi mươi, tướng mạo đoan trang, mặt mày sáng rỡ, đưa ngồi cầm cần câu mà câu cá. Phía sau lưng nàng ấy, cách chỗ nàng ngồi chừng 10 bước, lại thấy có một ông già không có râu, tóc cục mà đã bạc trắng, bộ tịch rất hầm hừ. Ông chắp tay sau đít, ngó nàng lơm lơm, dường như ông đứng giữ gìn, hoặc sợ nàng té nhào xuống sông, hoặc sợ kẻ gian áp bắt trộm. Thể Phụng thấy người con gái dung nhan tuấn tú, thuở nay chưa từng gặp gái nào đẹp bằng. Bởi vậy chàng đã bơi xuồng qua khỏi rồi, mà còn quay đầu lại mà dòm. Ông già thấy cử chỉ của chàng như vậy, chắc là ông không vừa lòng, nên ông ló mắt ngó lùm lùm. Thể Phụng hiểu ý ông, nên chàng chúm chím cười rồi bơi xuồng đi tuốt, không dám ngó lại nữa. Chàng thả trôi xuồng theo dòng nước mà ngắm cảnh, thì cảnh không vui như hồi nãy nữa. Trí chàng cứ tưởng tượng hình dạng của người con gái ấy hoài. Chàng bèn quay xuồng bơi trở về, có ý muốn thấy mặt người xinh đẹp một lần nữa cho rõ ràng. Chẳng dè xuồng của chàng chưa tới, thì người con gái ấy đã đứng dậy vác cần câu đi vô nhà. Ông già cũng đi theo. Bởi vậy chàng đi tới thì chỉ còn cái gốc dừa quằn trơ trơ, chứ chẳng thấy ai nữa hết. Thể Phụng về nhà thì thiệt không chú ý đến việc mình gặp gỡ hồi chiều cho lắm. Nhưng mà tối lại bà Hai Tiền ngủ rồi, chàng dở sách ra mà đọc, thì trí bàng hoàng, lòng khoan khoái. Tuy lòng không muốn tưởng, mà trí cứ tưởng người mỹ nữ ngồi câu giữa gốc dừa đó hoài. Qua ngày hôm sau, chàng trông cho mau tới chiều, đặng có mượn xuồng mà đi ngang qua nơi kỳ ngộ, hoặc mai có thấy mặt người ngọc nửa chăng. Chẳng dè chiều bữa sau trời mưa dầm về, làm cho chàng phải ép mình mà ở nhà. Nghĩ gì trời như vậy, không lẽ người ta ngồi câu được mà mình đi cho thất công. Từ ấy về sau, chiều bữa nào trời tốt chàng cũng đi, nhưng mà đi thì ngó gốc cây dừa quằn rồi trở về, chứ không thấy mỹ nữ ngồi câu nữa. Có một bữa chàng bơi xuồng đi qua, chàng thấy ông già đương đứng giữa cửa mà ngó xuống rạch. Chàng muốn ghé lại hỏi thăm đặng làm quen, mà rồi chàng nghĩ, nếu ghé thì biết nói chuyện gì, lại chàng nhớ bộ tướng ông già hầm hừ. Bởi vậy chàng dụ dự rồi đi luôn, không dám ghé. Một đêm nọ chàng ngồi đọc sách,
mà trong lòng bâng khuâng hơn các bữa khác. Đến nửa canh hai, chàng xếp sách lại rồi bước đi ra ngoài đường. Trên trời mảnh trăng khuyết bị mây án lu lu, dưới đất tàu dừa che nên chỗ mờ chỗ tỏ. Thể Phụng đi thơ thẩn trên bờ dừa, nhà ở theo đường đều ngủ im lìm. Chàng đi một khúc xa xa, bỗng thấy một cái chòi lá cột siêu vách rách, mà trong chòi thì trong đèn leo lét, và có hai ba người đi qua đi lại nói chuyện rầm rì. Chàng dần xuống mé rạch lại thấy có một chiếc ghe lường đương đậu ngay cái chòi ấy. Chàng bước tới chừng vài chục bước, chàng lại thấy có một khúc cây khô ai để giữa gốc cây dừa lùng. Chàng bèn ngồi ghé trên khúc cây ấy mà nghỉ chân. Chàng đương suy nghĩ không biết ai mà hỏi người mỹ nữ mình thấy hôm nọ là con của ai, có chồng hay chưa, niên canh được bao nhiêu tuổi. Thình lình mấy người ở trong chòi lá đi ra, hai người đàn ông đi trước, một người đàn bà đi sau. Hai người đàn ông mỗi người đều cầm một vật trong tay, song trời tối nên không rõ cầm cây hay là dao mát chi đó. Hai người đàn ông nhảy xuống chiếc ghe lường, rồi một người gai chèo, còn một người lo nhổ sào. Người đàn bà đứng trên bờ nói rằng: "Thằng cha đó đó bộ dữ lắm mà, hai người làm lại nó hay không? Thôi, để kêu thêm vài người nữa rồi khắc sẽ đi." Người đương gai chèo đó đáp rằng: "Nó giỏi tao cho nó một mát đứt đầu, đặng cho nó giỏi." "Trong nhà có mấy người?" "Có một mình nói với con thu dân." "Có nhà nào ở gần đó không?" "Có, mà hại gì." "Nhà chỗ nào đâu?" "Ở trong kia, mà phía sông bển đó, chỗ cây dừa quằn đó." Hai người đàn ông xô ghe ra rồi chèo đi vô phía trong ngọn. Người đàn bà xoay lưng trở vô chòi. Tuy những lời nói của bọn này nói với nhau không được rõ cho lắm, nhưng mà chúng nó bàn soạn đi lại chỗ cây dừa quằn, đang làm giữ với một người ở chỗ đó với con thu dân, chứ không có người nào khác trong nhà. Bởi vậy Thể Phụng nghe rồi trong lòng phát nghi, sợ e bọn này toan mưu làm hại ông già với nàng mỹ nữ mình đương chủ ý đó. Chàng ngồi im lìm coi chừng người đàn bà đã vô chòi rồi, chàng mới đứng dậy bươn bả đi về nhà. Chàng xuống chiếc xuồng chàng hay mượn mà đi chơi đó, rồi bơi riết theo chiếc ghe lường hồi nãy. Tay thì bơi mà trí thì suy nghĩ, không biết nàng mỹ nữ mình gặp hôm nọ có phải tên là Thu Vân hay không. Chàng bơi dọc theo mé, dường như có ý đi lén không muốn cho ai thấy. Khi gần tới cây dừa quằn, chàng ngơi dầm rồi trong mắt mà dòm. Chàng thấy quả có chiếc ghe lường đậu tại đó. Chàng tính rình coi cho biết bọn đi chiếc ghe lường muốn làm sự gì. Chàng lén ghé xuồng vô một cái ụ đằng xa, rồi nhảy lên bờ, tay cầm cây dầm, sẽ lén đi qua nhà ông già thấy hôm nọ. Chàng vừa đi tới thì nghe có tiếng người đứng ngoài đường kêu cửa. Chàng mới núp ngoài hàng rào rình nghe coi động tĩnh thế nào. Chàng dần xuống mé rạch thì thấy chiếc ghe lường đậu đó không có ai ở dưới ghe. Chàng dạch rào ngó vô sân thì thấy dạng có hai người đương đứng đó. Trong nhà đốt đèn, rồi ông già mở cửa bước ra hỏi rằng: "Ai đó? Làm giống gì mà kêu cửa chừng này?" Hai người ở ngoài sốc sốc đi vô. Người đi trước đáp rằng: "Tôi mà, tôi ghé thăm con thu dân." Thể Phụng ngó thấy hai người lớn ông già mà vô nhà. Ông già đứng giữa cửa muốn cản mà cản không kịp, nên ông cũng xoay lưng mà bước vô nhà. Thể Phụng muốn thấy cho rõ bọn ấy toan làm việc gì, nên chàng quên sự nguy hiểm, tay cầm cây dầm chạy áp vô sân, rồi đứng nép tại đầu sông bên tả mà rình. May nhờ tấm vách sông dừng không kín, nên chàng đứng ngoài mà ngó thấy trong nhà rõ ràng. Chàng thấy hai đứa mới vào nhà đó mặt mày hung ác, mà chàng coi kỹ lại thì đứa lớn râu rìa mặt thỏn, chừng một tháng nay nó vô ra trong Vinh Quang Bố Chánh hai ba lần. Lại lần nào nó vô nó còn nói chuyện sầm sì với quan lớn, mà hễ nó đi rồi thì coi bộ quan lớn không được vui. Ông già nheo mắt nhìn hai người lạ ấy rồi hỏi rằng: "Hai chú ở đâu lại đến nhà tôi có việc gì?" Người râu rìa mặt thỏn đáp rằng: "Ông quên tôi hay sao? Tôi là cha nuôi con thu dân đây." Té ra chú là Đỗ Cẩm ha?" "Phải, tôi là Đỗ Cẩm." Dương Thể Phụng đứng ngoài nghe người ấy xưng tên là Đỗ Cẩm, chàng sực nhớ lời của cha trối rằng người ấy là ân nhân của cha, hễ gặp thì phải lo đền ơn đáp nghĩa thế cho cha. Bởi vậy chàng ngơ ngẩn trong lòng, không biết liệu lẽ nào. Người này thiệt là Đỗ Cẩm, còn ông già chủ nhà đây cũng thiệt là Lê Dân đó. Trong 10 năm nay hai người này đi đâu, làm việc gì mà ngày nay sao lại gặp nhau?
số là năm Canh Tị 1840, nhằm Minh Mạng nhị thập nhất niên. Lê Văn Đó đi với ông Sáu Thới lên Dũng Gù chùa Con Thu Dân rồi, ông mới tìm kiếm chỗ nương náu, trước được an ổn tấm thân, đặng lo nuôi dưỡng Thu Dân cho tới khôn lớn. Sau nữa có người hay chữ dạy cho Con Thu Dân học, đặng cho nó biết lễ nghi, thông kinh sử, theo như lời ông đã hứa với nàng Ánh Nguyệt năm xưa. Ông lên Dàm Kỳ Hôn, tìm đến chùa Bình An Tự. Ông vào bạch giới với ông hòa thượng rằng Thu Dân là con nhà giàu sang, rủi cha mẹ khuất sớm nên không ai bảo bọc. Ông là tôi tớ trong nhà. Khi cha của Thu Dân gần chết, không biết ai mà gửi gắm con nên giao nó cho ông và cậy ông nuôi dưỡng giùm. Phận ông dốt nát, liệu thế không kham nên ông vào chùa xin ở, đặng cậy đạo chúng dạy giùm con Thu Dân học. Ông lại lấy ra 200 nén bạc với cái bình và bộ chén mà gửi cho ông hòa thượng, nói dối rằng tài vật ấy là của cha mẹ Thu Dân để lại nên ông xin gửi. Chừng nào Thu Dân khôn lớn rồi ông sẽ lấy mà giao cho nó. Ông hòa thượng tin lời nên thâu tài vật mà cất giùm và cho Lê Văn Đó, Sáu Thới với Thu Dân ở trong chùa. Lê Văn Đó với ông Sáu Thới bèn thí phát làm ở công quả cho Phật. Mỗi ngày hai người lo làm giường, gánh nước, giã gạo, quét chùa. Con Thu Dân tuy còn nhỏ mà mặt mày coi sáng láng, ăn nói có khuôn phép. Bởi vậy trong chùa, từ hòa thượng cho tới đạo chúng, ai thấy nó cũng đều thương. Trong chùa có một ông giáo thọ khi trước học giỏi mà không có mạng đi thi, rớt hoài, nên giận mới đi tu. Hòa thượng cắt ông hễ có rảnh thì phải dạy con Thu Dân học. Thu Dân nhờ vậy nên mới có thầy giỏi mà học sử kinh. Đến năm Ất Tỵ 1845, ông Sáu Thới già quá nên đau sơ sài, rồi có mấy bữa mà ông tị trần. Lê Văn Đó lấy làm thương tiếc, mà rồi ông lại sợ vì ông cũng già rồi, nếu ông chết như ông Sáu Thới nữa thì con Thu Dân còn ai mà nương dựa. Qua năm Canh Tuất 1850, nhằm Tử Đức Tam Niên, Thu Dân được 20 tuổi, học đã giỏi mà cũng đủ trí khôn. Bữa nọ Lê Văn Đó nghe tin Từ Hải Yến ngồi bố chánh tại Định Tường, ông mới tính đem Thu Dân lên đó mà ở, đặng lo mưu tính kế làm cho cha con nhìn nhau. Trước là Hải Yến khỏi trái luân thường, sau nữa ông hoàn toàn phận sự. Tuy ông Sáu Thới đã có thuật rõ sự Hải Yến bạc bẽo mê con Ánh Nguyệt cho ông nghe rồi, song ông không muốn tỏ việc ấy lại cho Thu Dân nghe làm chi. Ông tính thầm trong trí, rồi ông bàn với hòa thượng mà xin dắt Thu Dân đi. Hòa thượng thấy Thu Dân đã khôn lớn rồi, ông không nỡ cầm trong chùa nữa nên ông cho đi. Và ông đem 200 nén bạc với bình chén gửi hồi trước mà giao lại cho Lê Văn Đó. Lê Văn Đó dắt Thu Dân lên Định Tường, xưng tên mình là Sáu Thới, mua một cái nhà lá nhỏ giữa mé rạch Vĩnh Tường mà ở, có ý chờ dịp sẽ cho Thu Dân giáp mặt cha. Ông ở đó chưa được mấy ngày thì kế Thể Phụng gặp Thu Dân ngồi câu cá. Còn Đỗ Cẩm từ ngày nó cho Lê Văn Đó chùa con Thu Dân rồi thì vợ chồng nó tiếc hoài. Chẳng phải chúng nó thương nhớ chi mà tiếc, chúng nó tiếc là tiếc không đòi tiền nhiều hơn nữa. Nén bạc cho chùa con Thu Dân ăn không bao lâu thì đã tiêu hết, rồi nghèo cũng trở lại nghèo như cũ, mà tánh gian ác cũng chưa chịu bỏ tánh xưa. Vợ chồng Đỗ Cẩm bán nhà cửa rồi đi qua xứ khác làm ăn. Chúng nó đi đến đâu cũng nghèo hoài. Đến năm Canh Tuất lần tới Định Tường, nghe Từ Hải Yến ngồi bố chánh tại đó, Đỗ Cẩm mới lần mò vào dinh mà kể công khó ngày xưa, đặng xin tiền xin bạc. Hải Yến thấy mặt Đỗ Cẩm thì không vui, nhưng vì năm xưa quan lớn đã có làm một việc không tốt, mà việc ấy Đỗ Cẩm rõ hết. Bởi vậy quan lớn không muốn lậu việc ấy ra, nên quan lớn phải ép lòng mà nhìn Đỗ Cẩm. Và mỗi lần đến thăm, quan lớn cho một quan tiền, cũng như may phức cái miệng Đỗ Cẩm cho yên. Vợ chồng Đỗ Cẩm không hiểu tình ý của Hải Yến, tưởng Hải Yến thương mình nên cho tiền, mới kiếm một cái chòi rách giữa mé rạch Vĩnh Tường mà ở, cố ý trông nhờ quan bố chánh nuôi cho mãn đời. Một bữa nọ Đỗ Cẩm đi chơi, ngó thấy Lê Văn Đó đứng trước nhà với con Thu Dân. Tuy Lê Văn Đó đã già và tuy Thu Dân đã lớn rồi, nhưng mà Đỗ Cẩm thấy gương mặt thì nhớ liền. Nói về thuật chuyện ấy lại cho vợ nghe. Vợ chồng mới bàn tính với nhau phải lập thế bắt con Thu Dân lại, rồi đem nó vào dinh bố chánh. Như Hải Yến nhìn con thì cho chuộc, còn như Hải Yến không chịu nhìn thì hăm dọa, làm như vậy mới có bạc nhiều. Vợ chồng tính hết sức mà không biết làm sao bắt con Thu Dân lại được. Cùng thế rồi mới toan dụng võ, nên cậy thằng Hanh là đứa côn đồ ở gần đó, hiệp sức đến nhà Lê Văn Đó làm giữ mà bắt Thu Dân.
Đỗ Cẩm tưởng thi kế lúc nửa đêm không ai hay, chẳng dè Dương Thể Phụng tình cờ nghe được, rồi đi theo coi cho rõ hành tàng của kẻ toan làm quấy. Tuy Thể Phụng là con nhà nho văn, thuở nay chẳng hề tập võ nghệ, nhưng mà chàng thấy bọn bất lương toan làm hại cái nhà chàng đương lập thế cầu thân, thì chàng không thể kể sức yếu thế cô, quyết phò khổng cứu nguy mà làm nghĩa. Chàng cầm cây dầm đứng ngoài vách hầm hầm đợi, hễ bọn ấy làm việc chi không phải thì chàng nhảy vào tiếp cứu. Thình lình chàng nghe một đứa xưng là Đỗ Cẩm thì chàng biến sắc, đứng ngơ ngẩn không biết liệu lẽ nào. Nếu làm hại Đỗ Cẩm thì trái với lời trối của cha, nếu làm lì bỏ đi về thì chẳng những là mình giúp kẻ bất lương làm việc quấy, mà có lẽ mình còn mang cái tội thấy người ngay bị hại mà mình không cứu, nhất là người ngay ấy là người trong thân của nàng mỹ nữ mình đương rộm nhớ thầm yêu. Chàng đương bâng khuâng bỗng nghe ông già Lê Văn đó hỏi rằng: "Chú đến nhà tôi làm chi?" "Đến thăm con Thu Vân." "Chú muốn đến thăm sao không đến lúc ban ngày, đợi nửa đêm rồi mới đến?" "Ôi, đến chừng nào lại không được, con Thu Vân nó ngủ đâu, ông kêu nó dậy đặng tôi coi kìa năm nay nó bao lớn." "Nó ngủ kêu nó làm chi, chú thương yêu gì nó mà thăm." "Ủa, láo già này nói kỳ dữ không à, ta nuôi nó mấy năm sao lại không thương?" "Chú đừng có nhiều chuyện, chú mà thương yêu ai, chú thương đồng tiền chứ. Mai tôi đem nó đi, chứ phải tôi để nó ở với chú ít ngày nữa chắc nó chết." "Sao mà chết?" "Chú hành hạ đầy đọa thân nó quá chứ sao." "Khéo nói, tôi hỏi thiệt ông, vậy chứ bây giờ ông chịu cho tôi thăm con tôi hay sao nè?" "Không, tôi không muốn cho chú thăm đó." "Sao vậy?" "Thăm làm gì?" Đỗ Cẩm giận đỏ mặt, dai lại ngó thằng Hanh, thấy nó đứng giữa cây cột trong mắt lườm lườm, dường như chờ Đỗ Cẩm làm dữ đặng nó có ra tay. Lê Văn đó thấy bộ tịch hai người như vậy thì ông nghi chúng nó muốn hành hung, song ông đứng nghiêm chỉnh tỉnh táo như thường, sắc mặt coi chẳng có vẻ gì lo sợ. Đỗ Cẩm vuốt râu rồi ngó ngay ông mà nói lớn rằng: "Tôi nói cho ông biết, hồi trước ông làm ngang ông bắt con nhỏ tôi chạy theo tôi đòi, ông chở đi tuốt, ông không chịu trả. Mấy năm nay tôi tìm ông hết sức không gặp, bây giờ tôi gặp ông ở đây, vậy ông phải trả con nhỏ tôi lại cho tôi. Nếu ông không trả, ông coi tôi." "Tôi làm sao mà nói tôi làm ngang, tôi chuộc nó một nén bạc, chú lấy bạc chú ăn, chứ phải tôi bắt không hay sao?" "Mà bây giờ tôi không chịu, tôi bắt nó lại, ông phải trả nó cho tôi." "Trả sao được, chú có phải là cha mẹ hay là chú bác gì nó hay sao mà chú đòi? Vậy chứ ông lại bà con gì với nó hay sao mà ông lại được bắt nó?" "Tôi không bà con với nó, mà tôi được nuôi nó, bởi vì mẹ nó giao nó cho tôi nuôi." "Ông nói láo, tôi có đi tìm đến Cần Đức mà hỏi thăm thì họ nói anh Nguyệt chết đã lâu rồi, sao ông dám đến ông gạt tôi mà bắt con nhỏ? Nếu ông chịu giao con nhỏ lại cho tôi thì êm, chứ nếu ông cưỡng lý tôi thưa với quan bố ngày đóng gông ông đàm. Tôi thân với quan bố lắm mà, nói cho ông biết." "Chú thân với ai thì mặc chú, chú kiện đến đâu thì chú kiện, chú tưởng đâu chú hăm dọa như vậy rồi tôi sợ chú hay sao?" "Thằng cha già này nói hơi cứng dữ chứ, thiệt không chịu giao con nhỏ hay sao?" "Không, giao sao được, thằng cha già này tới số rồi." Lê Văn đó nghe hầm nữa thì chúm chím cười, xong mắt ông ngó Đỗ Cẩm trân trân, dường như ông thách Đỗ Cẩm muốn làm việc chi thì làm thử cho ông coi. Đỗ Cẩm thấy cử chỉ ông già như vậy càng thêm giận, nên giói tay sau lưng rút ra một cái mát, rồi chờn vờn nhảy tới mà chém Lê Văn đó. Chẳng dè ông già tuổi đã cao mà mắt còn lanh, sức còn mạnh. Ông thấy Đỗ Cẩm đưa cái mát lên mà chém ông, thì ông tràn qua một bên, rồi một tay ông chụp cái mát, một tay ông bóp họng Đỗ Cẩm, hai người lay quay giật với nhau. Đỗ Cẩm bị bóp họng thở e e, xong ráng kêu: "Hạnh, đi tiếp tao." Tình Hạnh rút cái búa trong lưng ra, rồi a vô muốn búa Lê Văn đó. Ông già thiệt là lẹ, ông thấy Tình Hạnh vô tiếp, ông giục Đỗ Cẩm xoay tròn. Hễ Tình Hạnh đứng phía nào, ông cứ dai lưng Đỗ Cẩm qua phía đó hoài. Bởi vậy Hạnh giá búa mà chém không được. Thu Vân nãy giờ đứng nếp trong buồng mà nghe hai người cãi lộn, chừng nàng nghe lụi hụi mới ló đầu ra mà dòm. Nàng thấy đó với Cẩm đương giận nhau mà Hạnh lại vô tiếp, thì nàng kinh khủng nên la bài hải rằng: "Bớ người ta, họ giết ông tôi đây nè, bớ người ta." Thể Phụng đứng ngoài rình nghe cãi lộn lại vạch lá ra mà dòm. Chừng chàng thấy Đỗ Cẩm rút mát ra toan làm dữ thì chàng chạy vô,
Sở tâm chàng tính can hai đàn chứ không tính đánh đập kẻ hung ác. Chàng vừa bước vô tới cửa, bỗng nghe tiếng Thu Vân cầu cứu, lại thấy Tinh Hạnh hâm hở toan búa Lê Vân đó, thì cái tánh khẳng khái binh hiền lương ghét hung bạo của chàng nó phát lên. Chàng không còn nhớ sự gì khác hơn là trừ hai thằng côn đồ đương toan giết một người ngay. Bởi vậy hai tay chàng nắm cây dầm mà bủa ngang qua cần cổ Tinh Hạnh một cái bóp, nó ngã nằm dài xuống đất, cây búa lăn ra xa lắc. Thấy Phụng đập luôn trên cái tay mặt của Đỗ Cẩm một cây nữa. Đỗ Cẩm gần gãy cánh tay nên buông cái mát cho Lê Văn đó. Lê Văn đó lấy được cái mát rồi mà ông không thừa dịp ấy mà chém Đỗ Cẩm lại. Ông chỉ nắm cổ mà xô nó ra một cái mạnh quá, làm cho Đỗ Cẩm té ngửa đập đầu vô cửa lá chầm, nghe một cái ầm. Thể Phụng một tay cầm cây dầm, một tay chống nạnh đứng ngó hai thằng bất lương ấy lùm lùm. Còn Thu Vân với Lê Văn đó không biết Thể Phụng là ai, ở đâu mà vào cứu mình mau lẹ như vậy, nên chăm chỉ nhìn chàng, quên coi chừng Đỗ Cẩm với Tinh Hạnh. Đỗ Cẩm liệu thế không xong nên bị xô té rồi thì lầm cầm ngồi dậy và bò ra sân mà chạy. Tinh Hạnh ôm cần cổ và cóm rớm bước ra cửa rồi cũng chạy theo Đỗ Cẩm. Thể Phụng, Lê Văn đó với Thu Vân đứng coi bọn Đỗ Cẩm đi, không ai tính bắt buộc chi hết, vì mỗi người đều có một ý riêng. Thể Phụng vì chữ hiếu nên phải làm lơ, Lê Văn đó thì vì sợ lậu việc của mình nên không gây tụng, còn Thu Vân thì sợ Đỗ Cẩm bắt mình lại nên không dám hở môi. Bọn Đỗ Cẩm đi rồi, Thể Phụng vai lại thấy bàn tay trái của Lê Văn đó máu chảy ròng ròng. Chàng tưởng ông bị Đỗ Cẩm chém trúng nên lật đật nắm tay ông dắt lại gần đèn mà coi. Lê Văn đó nói rằng: "Chục đỉnh không hại gì, tôi dành cái mắt với nó nên đứt tay, chứ không phải nó chém trúng tôi đâu." Thể Phụng coi kỹ thì thiệt, quả trong lòng bàn tay ông đứt một đường dài, tuy máu ra nhiều song dấu đứt không sâu. Chàng bèn hối nàng Thu Vân lấy ruột trái cau tươi mà nhai dập dập, đặng cho chàng đắp trên dấu đứt mà cầm máu. Nàng nhai cau rồi đưa cho chàng, chàng lại xin một miếng dẻ rồi đặt cau vô mà nịch tay ông lại. Thể Phụng được gần Thu Vân mới thấy rõ dung mạo của nàng, nước da trắng đỏ, mái tóc đen thui, cặp chân mày nhỏ rứt mà cong vòng, cặp con mắt hữu tình mà sáng rỡ, răng trắng nõn, lại thêm môi son che đậy, má miếng bầu lại có núng hai đồng tiền. Gương mặt đã hữu duyên mà bàn tay lại dịu nhiễu, tướng đi đã yểu điệu mà tiếng nói lại trong ngần, thiệt là sắc nước hương trời, thấy xa phải động tình, thấy gần phải mê mẩn. Thể Phụng nịch tay cho Lê Văn đó mà trong lòng ngẩn ngơ ngơ ngẩn, quên hết thế sự, cứ tưởng nợ duyên. Lê Văn đó để cho chàng làm xong rồi ông mới nói rằng: "Thiệt tôi mang ơn cậu nhiều quá, nếu không có cậu cứu tôi chắc là tôi mang hại." Thể Phụng lại dáng mà ngồi, mắt thì liếc ngó Thu Vân, xong miệng thì đáp lời Lê Văn đó rằng: "Ông thiệt là giỏi, tôi khen ông lắm. Ông đã già cả mà sức lực còn mạnh quá. Chúng nó tới hai đứa lại cầm mát cầm búa, ông có một mình lại tay không mà chúng nó không làm nổi, giỏi thiệt chứ." "Bây giờ tôi đã yếu hơn hồi trai nhiều. Hồi nãy tôi lay quay với thằng Đỗ Cẩm có một chút mà tôi đã mệt đuối. Phải mà cậu tiếp cứu trễ một chút, tôi sợ thằng kia nó chém tôi được. Thiệt tôi mang ơn cậu quá. Thưa cậu, không biết cậu là ai, vốn người ở đâu, tên họ là chi, xin cho biết." "Tôi là Dương Thế Phụng, tôi gốc ở phủ Tân An, cha mẹ khuất sớm, tôi đi du học mấy tháng nay. Tôi làm đề lại tại Vinh Quang Bố mà chờ đến năm tí đặng đi thi." "Bây giờ nhà cậu ở đâu?" "Tôi ở phía ngoài kia mà ở mé sông Bển." Lê Văn đó ngồi lặng thinh mà coi sắc mặt ông thì biết ông đương suy nghĩ. Thu Vân ngồi trên cái chõng phía bên kia, lại ngồi nhầm cái bóng cây cột. Nàng bèn cất tiếng hỏi Thể Phụng rằng: "Thưa cậu, hồi nãy có lẽ cậu đứng đâu ngoài sân hay sao mà tôi vừa la lên thì cậu chạy vô liền?" Nàng hỏi thiệt tình, mà vì Thể Phụng có ý riêng nên chàng hổ thẹn, chàng bỡ ngỡ nên nói ú ớ rằng: "Tôi đứng ngoài, tôi đi chơi, tôi nghe." "Thiệt, hồi nãy tôi thấy mấy thằng cha kia rút cái búa ra, chờn giờ muốn phụ mà chém ông tôi thì tôi hết hồn hết vía. Tôi la bài hải, tôi sợ chúng nó giết ông tôi. Tôi la dứt tiếng thì cậu nhảy vô đánh thằng kia một cây té nhào, văng cái búa. Tôi mừng quá, nếu không có cậu cứu thì chúng giết ông tôi rồi, chắc là chúng bắt tôi. Cậu đi chơi mà cậu làm được một cái ơn lớn quá." "Không phải tôi đi chơi mà gặp, tôi hay chúng nó bàn soạn đi làm hại người ta. Tuy là tôi không rõ chúng nó muốn đến nhà nào, song tôi cũng nôm theo mà coi. Chẳng dè tôi thấy chúng nó vô đây,
Tôi mới lần vô theo rồi đứng tại đầu sông đây mà rình. Chừng tôi thấy chúng nó làm dữ tôi mới nhảy vô chứ. May quá, may thiệt. Thể Phụng nói may thiệt mà chàng lại ngó Thu Vân mà cười. Nàng cũng chúm chím cười. Chàng day qua hỏi Lê Văn Đó rằng: Thưa ông, không biết cô đây là con hay là cháu của ông vậy? Cháu. Hồi nãy tôi đứng ngoài hè, tôi nghe thằng Đỗ Cẩm có cãi lẽ với ông. Nó có bà con chi với cô đây hay không? Không. Sao hồi nãy nó xưng nó là cha nuôi? Số là vậy, để tôi nói cho cậu nghe. Hồi con này được 8-9 tuổi, mẹ nó mướn vợ chồng thằng Đỗ Cẩm nuôi. Mẹ nó đi xa rồi mắc đau ốm lòng vòng, về rước nó không được. Chừng mẹ nó chết, mẹ nó mới cậy tôi rước mà nuôi giùm. Tôi đến rước thì thấy vợ chồng Đỗ Cẩm nó hành hà cái thân con nhỏ hết sức. Cơm bữa đói bữa no, áo quần lang thang lưới thưới. Tôi xin rước con nhỏ, nó đòi tiền nuôi tới 1 tháng 1 quan, lại còn đòi tiền áo tiền quần, tiền thầy tiền thuốc. Tôi phải trả cho nó tới 1 nén bạc, nó mới chịu cho tôi rước. Vợ chồng thằng đó thiệt là đồ ác nghiệt. Vậy mà hồi nãy nó còn hâm nó đi cáo tôi. Nó nói nó thân với quan bố lắm, để nó làm cho tôi bị đóng gông. Cậu liệu thử coi nó có thể làm hại tôi được không cậu? Tôi thấy nó lối 1 tháng nay nó vô ra trong dinh quan bố thường, chắc là nó quen với quan bố. Tuy vậy mà ông đừng sợ, để sáng mai tôi tỏ trước việc này cho quan bố hay. Có tôi đây, nó không làm gì mà hại đến ông được đâu. Thu Vân nghe Thể Phụng nói như vậy thì nàng bước lại, rưng rưng nước mắt và nói rằng: Xin cậu thương giùm thân của ông cháu tôi, cậu làm phước bảo bọc giùm. Ơn của cậu vào ngàn năm ông cháu tôi cũng còn ghi tạc. Thể Phụng nghe tiếng dịu dàng thì chàng mê mẩn, mà nghe hơi bi thảm thì chàng động lòng. Bởi vậy chàng ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi nàng rằng: Nếu vậy thì cô không có bà con với Đỗ Cẩm? Thưa không. Mà cô cũng không bà con với ông đây? Thưa có chứ. Bà con làm sao? Thưa má tôi hồi trước kêu ông tôi đây bằng chú. Nếu vậy thì cô sợ việc gì? Thưa cậu, Đỗ Cẩm đã hung dữ mà lại quỷ quyệt lắm. Tôi sợ nó thân thích với quan, nó òn ỉ, quan nghe nói rồi dạy tôi phải bỏ ông tôi đây mà đi theo nó. Tôi nói thiệt, nếu quan dạy như vậy thì chắc tôi tự giận tôi chết, chứ tôi không đành bỏ ông tôi. Xin cô đừng có buồn, để sáng mai tôi tỏ trước việc này cho quan bố hay. Xin cậu làm phước giùm. Được, không sao đâu. Để tôi tỏ với quan bố, rồi chiều mai tôi qua tôi nói lại cho ông với cô hay. Cậu có lòng chiếu cố, thiệt ơn ấy đáng ngàn vàng. Có chi đâu mà gọi rằng ơn. Cậu đã cứu ông cháu tôi khỏi chết, bây giờ cậu còn lo bảo bọc nữa, dường ấy là ơn sâu nghĩa nặng, chứ còn đợi sao nữa. Cô nói nghĩa thì tôi chịu, chứ đừng có nói ơn. Chàng trả lời như vậy mà liếc nàng và chúm chím cười. Nàng hỏi ý nên cúi mặt thối lui không cãi nữa. Trống đồn đã trở canh năm, Thể Phụng bèn từ Lê Văn Đó với Thu Vân mà về. Lê Văn Đó đưa chàng ra tới cái ụ chỗ bộ chiếc xuồng hồi nãy. Lúc chàng xô xuồng ra mà đi, ông còn dặn dối rằng: Xin cậu tỏ giùm với quan bố rồi làm ơn cho tôi hay. Thể Phụng đáp rằng: Chiều mai tôi qua, ông vô nghỉ đi. Thể Phụng bơi xuồng về ngang cái chòi của Đỗ Cẩm thì thấy chiếc ghe lường không có dưới bến, mà trên chòi cũng vắng teo. Sáng bữa sau chàng vô dinh mà làm việc. Mai gặp bữa quan bố vui, chàng bèn đem chuyện Đỗ Cẩm hành hung hồi hôm mà thuật lại cho quan bố nghe. Nhân dịp ấy chàng lại tỏ cho quan bố hay rằng Đỗ Cẩm sẽ vào cửa công cáo gian người Nga, nên chàng xin quan bố chớ tin lời của kẻ quấy. Quan bố nghe rõ rồi ngài cười và nói rằng: Ta biết vợ chồng thằng đó lắm, chúng nó gian trá quỷ quyệt không ai bị kịp. Hồi ta lên Gia Định mà thi, ta có ở đậu nhà nó mấy tháng. Nó thừa sự quen biết ấy nên bây giờ đến đây làm bộ chết đói mà xin tiền hoài. Ta không nỡ đuổi nó, mà nếu nó làm quấy thì ta phải làm hại nó. Mi coi chừng, hễ nó có làm bậy việc gì nữa thì phải bấm cho ta hay. Thể Phụng vì chí tình mà cáo Đỗ Cẩm. Chàng nghe quan bố nói như vậy thì chàng mừng. Nhưng mà về đến nhà, chàng nhớ Đỗ Cẩm là ân nhân của cha chàng. Chàng gặp người chàng đã không trả ơn, mà còn lại lo ngăn trở đường đi của người nữa. Thế thì chàng bất hiếu với cha biết chừng nào. Ban đầu chàng tự trách, chàng làm trai mà chàng trọng tình hơn là hiếu. Bởi vậy chàng buồn bực vô cùng. Mà rồi chàng nghĩ lại, tuy Đỗ Cẩm là ân nhân của cha, tuy cha có di ngôn, hãy ngày sau gặp Đỗ Cẩm thì phải trả ơn thế cho cha.
song nay mình gặp Đỗ Cẩm đương làm việc hung ác, có lý nào mình phải vì ơn riêng ấy mà giúp cho nó làm quấy cho được. Cha mình là người nghĩa sĩ chân chánh, ví dầu đích thân cha mình gặp Đỗ Cẩm làm quấy thì cũng không nỡ giúp cho nó, huống chi là mình. Đến hồi hôm mình thả cho nó đi, không nỡ bắt nó, ấy là trả ơn cho nó rồi. Bây giờ mình cản không muốn để cho nó làm quấy nữa, ấy là mình trả ơn thêm cho nó. Chứ có phải mình hại nó hay sao mà sợ trái ý cha? Thể Phụng suy xét cùng lý rồi chàng mới hết buồn. Tuy vậy mà trong lòng chàng vẫn còn ái ngại. Chàng bèn tính để chàng nói trước cho Đỗ Cẩm biết, đặng chừng có làm quấy nữa. Chớ nếu để nó làm quấy, quan bố hại nó, mình chẳng khỏi ăn năn. Đến chiều ăn cơm rồi, Thể Phụng mượn xuồng đi qua nhà Lê Văn đó. Chàng muốn gặp mặt Thu Vân cho mau nên bơi riết. Nhưng mà khi đi ngang qua chòi Đỗ Cẩm, chàng nhớ việc của chàng nên ghé lại đặng phân trần phải quấy cho Đỗ Cẩm nghe. Chàng bước vô chòi thì thấy Đỗ Cẩm đương nằm trên cái võng, người vợ là thị phi thì đương lăng xăng trong bếp lo nấu cơm. Đỗ Cẩm thấy Thể Phụng thì lồm cồm ngồi dậy, tay trái đỡ cánh tay mặt, còn mắt thì ngó Thể Phụng trân trân. Thể Phụng cười và hỏi rằng: "Tay chú còn đau hay sao?" "Đau." "Chú biết tôi hay không?" "Không." "Mới hồi hôm đây mà chú quên mau quá." Đỗ Cẩm lỏ mắt ngó Thể Phụng mà lại có sắc sợ. Thể Phụng bước lại cầm cánh tay mặt của anh ta và vạch áo ra mà coi, thì thấy có một lần bầm đen và sưng dù. Chàng mới nói rằng: "Vì tôi thương chú lắm nên hồi hôm tôi không nỡ đập chết chú, mà tôi cũng không nỡ bắt chú mà nạp cho quan. Tôi nói cho chú biết, tôi đây là đề lại trong dinh quan bố. Nhà chú đến làm dữ hôm qua đó là nhà bà con của tôi. Tôi đã có thưa với quan bố rồi. Quan bố dạy tôi, hễ nghe chú làm quấy, bất luận là việc gì thì phải bắt chú nạp cho quan bố làm án chú. Ngài không thương gì chú đâu, chú đừng có lấp lửng mà mang khổ. Tôi thương nên làm phước nói giùm cho chú hiểu. Chú hãy lo làm ăn, đừng có tính việc bậy bạ, nhất là đừng có động đến cái nhà hồi hôm đó nữa." Đỗ Cẩm sợ nên biến sắc. Thị Phi cũng chưng hửng nên đứng ngó Thể Phụng trân trân. Thể Phụng nói rồi quầy quả xuống xuồng bơi mà đi, nghĩ thầm rằng mình làm như vậy thì hiếu tình trọn vẹn cả hai. Bởi vì mình cản không để cho ân nhân của cha làm việc quấy mà bị quan bố hại, mà lại mình còn bảo bọc ông cháu Thu Vân khỏi ai làm hại nữa. Xuồng còn ở xa mà chàng đã thấy dạng Thu Vân đứng giữa gốc cây dừa quằn mà trông. Chàng khoan khoái trong lòng nên chàng bươn bả bơi riết. Xuồng vừa ghé vô bến thì Thu Vân chào chàng và nói rằng: "Cậu qua thiệt tôi mừng quá. Từ hồi nửa chiều cho tới bây giờ ông tôi trông cậu lắm, nên cứ biểu tôi coi chừng cậu hoài." Thu Vân nói mừng mà mặt nàng có sắc lo chứ không có sắc vui. Thể Phụng muốn giải liền cái lòng lo của nàng nên chàng còn đứng dưới xuồng mà chàng già cười và nói rằng: "Việc tôi hứa với ông hồi hôm đó tôi đã làm xong hết rồi. Nếu Đỗ Cẩm vào dinh quan bố mà kiện cáo vụ của cô thì quan bố sẽ làm tội nó liền. Xin cô an tâm đừng có lo nữa." Thu Vân nghe mấy lời thì trong lòng hớn hở, ngoài mặt tươi trong. Nàng ngó Thể Phụng mà cười và đáp rằng: "Cậu có lòng tốt lo bảo hộ cho ông tôi với tôi như vậy, thiệt là ơn cậu trọng quá. Tôi biết làm sao mà đền đáp cho được." "Cô nói ơn mà làm chi, tôi muốn làm nghĩa với ông nên tôi phải lo chứ. Miễn là cô được vui vẻ luôn luôn, tôi đến thăm chơi cô không ngăn cấm, ấy là cô trả ơn cho tôi rồi. Cậu đã cứu ông tôi khỏi bị người ta giết, rồi cậu lại còn lo bảo bọc ông tôi với tôi nữa. Tất nhiên cậu là ân nhân của nhà tôi, dầu cậu không muốn đến nhà tôi cũng phải mời thỉnh. Huống chi là cậu sẵn lòng đến chơi mà tôi dám ngăn cấm. Cô nói như vậy thì tôi đến hoài, không biết chừng bữa nào tôi thưa với ông rồi tôi ở luôn bên này." Thể Phụng nói câu sau này mà già nói và cười ngất. Thu Vân hiểu ý chàng nên nàng cũng cười, xong nàng mắc cỡ nên nàng cúi mặt không nói nữa. Chàng buộc chiếc xuồng rồi, nàng bèn đứng tránh một bên cho chàng bước lên bờ. Nàng liền mời chàng vô nhà. Chàng đi trước, nàng theo sau. Tuy không nói chuyện nữa, xong coi mặt hai người đều có sắc vui vẻ. Lê Văn đó đương nằm trên cái chõng ở phía trước, bàn tay trái còn nịch vẽ. Ông thấy Thể Phụng bước vô, ông lồm cồm ngồi dậy mà chào. Chàng đi thẳng lại mở vẽ mặt coi bàn tay của ông thì thấy máu đã khô mà chung quanh cái vít cũng không sưng. Chàng bèn hỏi ông rằng: "Ngày nay tay ông còn nhức không?" "Không." "Nếu vậy thì chắc trong ít bữa đây sẽ lành. Ông cứ nằm nghỉ, đừng làm việc chi động tới tay đó." Thu Vân bước lại nói với Lê Văn đó rằng: "Ông nè, cậu mới nói việc của mình cậu đã lo giùm xong hết rồi,
vậy xin ông đừng có buồn. Lê Văn Đó nghe mấy lời thì sắc mặt mừng lộ ra ngoài. Ông ngó sững Thể Phụng, tuy ông không nói tiếng gì hết, song chàng thấy rõ ông cảm tình và hiểu ý ông muốn hỏi coi chàng lo cách nào. Thể Phụng mới ngồi ghé nơi đầu ván rồi thuật rõ các việc chàng đã lo tính trong ngày nay lại cho ông nghe. Chàng nói rằng hồi sớm mơ chàng có bẩm cho quan bố hay sự Đỗ Cẩm hành hung toan giết người mà đoạt gái tốt. May có chàng đi chơi gặp nên nó làm việc quấy không được. Chàng nhân dịp ấy lại có bẩm luôn với quan bố sự nó hăm dọa để vào đơn mà kiện đặng bắt con cháu của người. Quan bố hăm nó, hãy nó làm việc chi quấy thì ngài sẽ hại nó liền. Ngài lại dặn chàng phải coi chừng nó. Khi chàng đi qua đây thì chàng đã có ghé nhà mà nói cho nó biết trước, đặng nó bỏ thói bất lương. Chàng có dặn nó đừng động đến nhà ông nữa, nếu nó còn rục rịch thì chàng sẽ xin với quan bố bắt nó mà hạ ngục liền. Thể Phụng ngồi nói mà Thư Vân đứng ngó chàng không nháy mắt. Chàng thuật hết chuyện rồi chàng lại nói rằng: quan bố có nói hồi nhỏ ngài lên gia định mà thi, ngài có ở đậu nhà Đỗ Cẩm nên ngài biết vợ chồng nó là quân ngang ngược xảo quyệt lắm. Vì có ơn trước nên bây giờ nó đến xin tiền hoài. Tuy ngài không nỡ đuổi nó, song ngài cũng không yêu gì nó đâu. Lê Văn Đó gật đầu và chím chím cười. Thu Vân lại đứng gần ông và nói rằng: vậy thì mình có lo gì nữa phải không ông? Thiệt là nhờ cậu quá. Lê Văn Đó mới nói với Thể Phụng rằng: tôi mang ơn cậu rất nặng, để rồi tôi sẽ tính mà đền ơn cho cậu. Thuở nay cậu không quen biết tôi mà cậu không sợ hiểm nguy, cậu liều mình mà cứu tôi khỏi chết, rồi cậu còn lo lắng làm cho ông cháu tôi ở ăn yên ổn nữa. Cái ơn ấy không lẽ tôi dám làm lơ, tôi phải lo đền đáp cho xứng. Thể Phụng cười và hỏi rằng: ông tính đền ơn cách nào? Ông dùng vật chi mà đền ơn? Đâu ông nói cho tôi nghe thử coi. Tuy tôi nghèo, song tôi phải ráng mà kiếm 5-3 nén bạc mà đền ơn cho cậu mới vừa. Ông tưởng đâu tôi vì muốn cho ông đền ơn 5-3 nén nên hồi hôm tôi cứu ông, rồi ngày nay tôi lo dùm việc đó cho ông hả? Nếu ông tưởng như vậy thì tội nghiệp cho tôi lắm. Tôi tuy nhỏ tuổi và làm đề lại thôi, song tôi làm việc chi ấy là vì nhân nghĩa chứ không phải vì bạc tiền đâu. Nếu ông muốn để cho tôi tới lui mà chơi thì xin ông đừng có nói việc đền ơn nữa, chứ ông cứ nói hoài thì thiệt tôi không dám tới. Cậu làm ơn cho tôi thì tôi phải lo trả ơn, chứ cậu biểu tôi đừng nói tới ơn nghĩa thì tôi chịu sao đặng. Tôi không muốn cho ông nói tới sự đó. Lê Văn Đó muốn mở miệng mà cãi thì Thu Vân lại can rằng: cậu dạy như vậy thì ông cứ nghe lời, ông cãi lẽ với cậu làm chi cho cậu phiền. Lê Văn Đó nín khe. Thể Phụng bước ra ngoài cửa đứng ngó xuống rạch. Mặt trời đã lặn rồi, lại thêm chuyển mưa nên mây giăng đen kịch. Chàng đứng giữa cửa mà suy nghĩ, trong bụng bồi hồi, dường như chàng mới làm một việc chi quấy đó vậy. Thu Vân thấy trời đã tối nên nàng lo thổi lửa đốt đèn, rồi nàng lấy chiếu mà trải lên ván. Lê Văn Đó mời Thể Phụng vô nằm nói chuyện chơi. Trời mưa tới ào ào, cách chẳng bao lâu nước trên mái nhà đổ xuống nghe rôm rỗm. Thể Phụng trở vô nói rằng: trời mưa lớn quá, làm sao mà về cho đặng? Lê Văn Đó đáp rằng: mời cậu nằm trên ván đó mà nghỉ, cậu ở nói chuyện chơi, để hết mưa rồi sẽ về. Thể Phụng lại ván giữa mà nằm. Lê Văn Đó nằm trên cái chõng. Thu Vân sợ gió tạt tắt đèn nên đi sập cửa rồi trở vô ngồi trên chõng phía dưới chân của Lê Văn Đó. Dạ, Lê Văn Đó là người ít hay nói chuyện nên ông nằm mà nghe trời mưa chứ không nói chi hết. Chừng nào Thể Phụng có hỏi thì ông mới trả lời, mà nhiều khi ông lại để cho Thu Vân trả lời thế. Thể Phụng muốn biết căn nguyên của ông với của Thu Vân, coi người ở xứ nào, thuở nay làm nghề gì. Ngặt vì chàng ái ngại nên không dám mở miệng. Cách một hồi lâu, Lê Văn Đó lại hỏi chàng vậy chớ cha mẹ ở đâu, năm nay chàng được bao nhiêu tuổi, đã có vợ con hay chưa. Thể Phụng quất về việc nhà, bấy nay không gặp người tri kỷ mà tỏ bày, đặng cho thỏa bớt nỗi phiền muộn của mình. Hôm nay chàng đương bưng khuâng vì ái tình, chàng đương tư tưởng về duyên nợ, đã vậy mà người yêu lại ngồi trước mặt đó nữa. Thình lình ông hỏi tới gia đạo của chàng, ông làm cho chàng cảm xúc không thể dằn lòng được. Bởi vậy chàng mới ngồi dậy rồi thủng thẳng kể hết việc của chàng cho ông với Thu Vân nghe. Chàng kể việc cha mẹ sanh thành, kể khúc ông ngoại nuôi dưỡng, kể công 10 năm đèn sách, kể nỗi cha vì thương con mà phải đoạn tình cốt nhục, kể nỗi ông vì thương cháu phân rẽ cha con,
kể luôn tới việc thương cha mà phải nghịch với ông. Chàng kể hết. Chàng giấu có một điều là giấu lời trói của cha về ơn của Đỗ Cẩm. Thể Phụng thuộc việc nhà mà bộ chàng buồn thảm lắm. Thu Vân ngồi lặng thinh mà nghe. Nàng nghe tới lúc thảm khổ về nỗi cha với ông ngoại thì nàng lại day mặt vô vách, rồi lén lấy vạt áo mà lau nước mắt. Lê Văn Đó biết rõ căn cội của chàng thì ông càng thêm kính mến. Ông nhân dịp ấy, ông thuộc việc của ông và Thu Vân cho chàng biết. Xong ông không thuộc việc thiệt. Ông đặt nguyên một chuyện mà nói rằng ông từ nhỏ chí lớn không có vợ con. Mẹ của Thu Vân là cháu của ông. Vì chồng khuất sớm muốn rảnh chơn mà đi muôn bán, bèn mướn vợ chồng Đỗ Cẩm nuôi con giùm. Khi mẹ của Thu Vân gần chết, nàng có cậy ông bảo bọc giùm. Bởi vậy ông mới chuộc Thu Vân, rồi vào chùa Bình An Tự mà ở trọn 10 năm cho Thu Vân học. Năm nay Thu Vân lớn rồi, không lẽ để nàng ở trong chùa nữa được, nên ông mới ra mua nhà ở đây, tính làm ruộng mà nuôi nàng. Thể Phụng nghe như vậy thì tưởng thị như vậy. Chàng nghe nói Thu Vân có học ở trong chùa 10 năm, chàng bèn rút một hai câu sách mà hỏi thử nàng. Hỏi câu nào nàng cắt nghĩa thông câu nấy. Chàng lấy làm khen ngợi vô cùng. Không dè nàng có sắc lại thêm có tài, rõ ràng bức gấm thêu hoa. Tưởng trong đời người nhi nữ này không phải dễ là kiếm. Đến gần nửa đêm trời tạnh mưa, trăng ló mọc. Thể Phụng từ giã mà về. Chàng biết được căn nguyên, chàng thấy rõ diện mạo, chàng thử được tài học, chàng dòm được tánh tình của Thu Vân. Rồi thì chàng càng thêm say đắm, càng thêm ước mơ. Chàng nhất định sẽ cậy Mai Nhơ nói với Lê Văn Đó đặng chàng cưới Thu Vân. Mà rồi chàng suy nghĩ lại, chàng đã làm ơn cho ông. Ông với Thu Vân có lòng muốn trả ơn cho chàng. Nếu chàng đem chuyện hôn nhân ra mà nói, thì chỉ cho khỏi nàng nghi cho chàng làm ơn ấy, làm gì tư ý chứ không phải làm gì háo nghĩa. Mà hễ nàng nghi như vậy thì té ra chàng là đứa tiểu nhân. Thể Phụng tính tới bàn lui không biết liệu lẽ nào. Mở miệng thì hổ ngươi, lặng thinh thì xót dạ. Vắng mặt thì thương nhớ, giáp mặt thì ngậm ngùi. Chàng buồn bực, không qua thăm ông cháu Thu Vân nữa, mà cũng vì không đi thăm. Mỗi đêm chàng cứ nằm vào vào mà tư tưởng hoài. Học không được, mà ngủ cũng không được. Bởi vậy trong vài ngày thì chàng nhúng bệnh. Còn Thu Vân từ khi Thể Phụng cứu ông nàng thì nàng đã đem lòng ái kỉnh rồi. Đến chừng nàng thấy chàng hết lòng lo bảo bọc cho nàng thì nàng càng thêm quyến luyến. Mà lòng ái kỉnh quyến luyến ấy là vì ơn mà thôi, chứ không phải vì ý nào khác. Chừng nàng nghe Thể Phụng thuộc hết việc nhà, nàng mới biết rõ chàng là một bậc chánh nhân quân tử. Lúc chàng ngồi nói chuyện thì nàng cảm xúc, khi chàng ra về rồi thì nàng động tình. Mấy bữa sau hễ chiều ăn cơm rồi thì nàng ra ngồi giữa mé sông. Miệng thì nói ngồi chơi, mà ý thì thiệt ngồi trong Thể Phụng. Nàng chờ cho đến tối, không thấy chàng qua. Nàng đứng dậy thở dài, rồi thủng thẳng đi vô nhà nằm vào vào. Tuy Lê Văn Đó không nói ra, song ông thấy cử chỉ của nàng như vậy thì ông đã hiểu ý của nàng rồi. Ông nghĩ ông dắt Thu Vân đến ở đây là có ý muốn làm cho nàng hiệp với cha, chứ không làm cho nàng kiếm chồng. Nhưng mà sự cha con hiệp nhau không phải là sự dễ. Ngày trước Hải Yến mới thi đậu mà đã không chịu nhìn vợ. Ngày nay đã làm quan lớn rồi, hả anh ta chịu nhìn con hay sao? Tình cờ mà gặp Thể Phụng đây cũng là một may mắn lắm. Thể Phụng có tài học hay, có tánh háo nghĩa, có khiếu quân tử, có lòng thảo thân. Nếu nhân dịp này mà gả Thu Vân cho chàng thì chẳng những là mình đền ơn đáp nghĩa cho chàng được mà thôi, mà con Thu Vân có lẽ cũng được chỗ xứng đáng mà nương nhờ về sau nữa. Ông nghĩ như vậy nên ông tính đợi Thể Phụng có qua chơi nữa thì ông sẽ bày việc hôn nhân ra mà nói với chàng. Ông trông luôn cho đến gần 10 bữa mà cũng không thấy Thể Phụng. Còn ở trong nhà thì Thu Vân lững đững lờ đờ, biến nói bật cười, ăn không ngon, nằm không ngủ. Một bữa Lê Văn Đó thấy Thu Vân ngồi buồn so, ông mới hỏi rằng: "Cháu suy nghĩ việc gì mà coi bộ cháu buồn dữ vậy?" Thu Vân ngồi lặng thinh một hồi lâu rồi mới đáp rằng: "Cháu không hiểu tại làm sao mà cậu Thể Phụng phiền ông cháu mình nên cậu không thèm tới nhà mình nữa." Lê Văn Đó cười và nói rằng: "Có việc gì đâu mà cậu phiền. Bữa nay tay ông đã hết đau rồi, để chiều ông qua nhà cậu mà thăm coi." "Ông biết nhà cậu không?" "Hôm trước cậu có chỉ chừng, cậu nói cậu ở đậu nhà bà Hai Tiền. Ông qua đó hỏi thăm thì ra mối chứ có khó gì." "Được an,
ông qua thăm rồi mời cậu qua chơi. Mình mang ơn cậu nhiều, không nên để cậu phiền. Trời mới xế bóng mà Thu Vân đã lo nấu cơm dọn cho ông ăn. Ông hiểu ý nàng muốn cho ông đi sớm, bởi vậy ăn cơm rồi thì ông liền đi lại đằng sớm mượn xuồng và mượn một đứa nhỏ bơi đưa ông đi. Lê Văn đó hỏi thăm nhà bà Hai Tiền mà vô. Ông bước vừa tới cửa thì thấy Thể Phụng đưa nằm trên bộ ván gác tay qua trán mà dai mặt vô vách. Ông đánh tiếng, chàng giật mình dai lại thấy ông. Chàng lật đật ngồi dậy mời ông vô nhà. Chàng hỏi ông vậy chớ tay đã lành hay chưa. Ông cười và nói rằng: "Tay tôi cũng gần lành rồi. Hôm nay tôi với cháu tôi trông hoài mà không thấy cậu qua chơi. Tôi không biết cậu có việc chi nên tôi qua thăm coi rồi mời cậu qua nhà chơi." "Hôm nay tôi muốn qua bệnh lắm, ngặt vì tôi bệnh nên đi không tiện." "Bệnh sao đó?" "Bệnh chút đỉnh, nhức đầu nóng lạnh vậy mà." "Bất nhân dữ không? Tôi có hay đâu. Hôm nay cậu không qua, con cháu tôi nó sợ cậu phiền nên nó buồn quá. Vậy xin mời cậu qua chơi một lát, đặng cho nó vui, kẻo nó sợ cậu giận hoài." "Tôi có phiền giận việc chi đâu. Thôi ông về trước rồi một lát nữa tôi qua." "Ừ, để tôi về trước tôi cho nó hay, kẻo nó trông." Lê Vân đó về tới nhà thì thấy nhà cửa từ trong ra ngoài Thu Vân đã quét tước sạch bót. Ông nói một lát Thể Phụng sẽ qua sau. Nàng nghe mấy lời thì sắc mừng lộ ra mặt, lật đật dọn vật này dẹp đồ nọ, làm coi lít xích lăng xăng. Tuy nàng ở trong nhà, xong một lát nàng lại gần cửa rồi liếc mắt dần ngoài rạch một cái, có ý coi chừng Thể Phụng qua hay chưa. Mặt trời gần lặn, Thể Phụng mới qua tới. Hôm trước chàng với nàng chưa quen cho lắm mà gặp mặt nhau thì hớn hở chuyện vãn vui cười. Bữa nay quen biết nhau nhiều mà chàng với nàng thấy mặt nhau lại có sắc e lệ, không nói chuyện lăng xăng như hôm nọ nữa. Lê Văn đó mời Thể Phụng ngồi nói chuyện lôi thôi với chàng một hồi, rồi ông biểu Thu Vân đi nhóm lửa nấu nước lá cho ông uống chơi. Thu Vân đi xuống dưới bếp rồi ông mới ngồi xích lại một bên Thể Phụng mà nói nhỏ nhỏ rằng: "Tôi nuôi con Thu Vân thuở nay, tôi thương nó lung lắm, chẳng giấu cậu làm chi. Bấy lâu nay tôi không gả nó lấy chồng, tôi muốn để nó ở với tôi hoài, đặng ông cháu hữu hỷ với nhau. Bây giờ tôi nghĩ lại, tôi đã già yếu rồi, không biết chết bữa nào. Nếu tôi thương nó mà không chịu gả nó lấy chồng mà, thoảng như tôi chết thình lình, rồi nó biết ai mà nương nhờ. Từ hôm tôi biết cậu đến nay thì tôi mến tánh tình, tôi khen tài đức của cậu lắm. Cậu thiệt là bực chân chanh quân tử. Nếu mà con Thu Vân có chồng với cậu thì cái ngày tôi nhắm mắt tôi vui lòng không biết chừng nào. Tuy con Thu Vân là đứa hèn hạ quê mùa, song tôi chắc nó cũng đủ tư cách mà nâng khăn sửa tráp cho cậu. Vậy xin cậu làm ơn thì làm cho trót, cậu để tôi gả nó cho cậu. Trước là nó đền ơn cậu cứu tôi hôm nọ, sau nữa chừng tôi nhắm mắt nó có chỗ mà cậy nhờ." Thể Phụng nghe ông nói mấy lời thì mừng quýnh nên nghẹn ngào không biết sao mà trả lời. Chàng ngó vô cửa buồng thấy dạng Thu Vân vẫn dơ trong đó, chàng lại bối rối hơn nữa. Chàng ngồi ngẩn ngơ một hồi rồi mới đáp rằng: "Thưa ông, phận tôi là bần sĩ, ông thương nên ông tính như vậy thì tôi mừng lắm. Có lẽ nào tôi dám phụ rẫy tình ông. Nhưng mà tôi còn ngại một điều là không biết cô Thu Vân có khứng kết tóc trăm năm với tôi không." "Sao lại không khứng? Cậu đừng ngại sự ấy." "Nếu được như vậy thì tôi xin vâng." "Tuy vậy mà tôi còn tỏ với cậu một chuyện này nữa. Theo như lời cậu nói hôm nọ thì bà con bây giờ cậu còn có một ông ngoại với một bà dì. Tôi muốn sao cậu về thưa cho ông ngoại với dì hay rồi sẽ cưới." "Ông ngoại tôi giận tôi nên đã đuổi tôi rồi, bây giờ tôi về sao được?" "Phận làm cháu chẳng nên oán giận ông bà. Giận thì làm lung một lát rồi thôi, chớ tay cắt tay sao đành. Tôi khuyên cậu hãy về thưa cho ông ngoại hay trước, đặng cho tròn lễ nghĩa. Nếu ông ngoại hay bà dì qua đứng chủ hôn mà cưới thì càng tốt lắm." Thể Phụng châu mày ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: "Ông nói vậy thì hay vậy, để vài bữa tôi tính rồi tôi thưa cho ông hay." Chàng về nhà nằm suy đi xét lại thì lời buộc của ông Lê Văn đó không phải là buộc quấy. Người ta muốn cho mình thảo thuận với ông bà, chứ có phải người ta buộc mình phải ngỗ nghịch hay sao mà mình trách người ta.
khi mình giáp mặt với cha mình thì cha mình cũng khuyên mình đừng có phiền ông ngoại. Tại mình nóng giận, mình chống cự nên ông cháu mới phân rẽ nhau mấy năm nay. Đã biết ngày trước ông khắc bạc với cha mình lắm, làm cho cha mình khổ não trọn đời, đến chừng nhắm mắt không thấy được mặt con. Mà phận mình là con cháu, hai vai gánh nặng. Nếu mình thương cha rồi trở quán với ông thì mình chẳng khỏi có lỗi với ông. Vậy thôi, mình cũng nên thừa dịp này về thăm ông và tỏ việc hôn nhân luôn thể. Thấy Phụng quyết định rồi, chàng mới xin phép quan bố nghỉ một tháng đặng về quê thăm ông ngoại. Chàng được phép rồi, lật đật qua nhà Lê Văn Đó mà cho ông hay. Sáng bữa sau chàng mướn ghe đi về Vũng Gù. Hết tập 11. Còn tiếp.